vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giê-xu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiata, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Kính thưa các ông bà anh chị em, những thói quen mà chúng ta đã nói với nhau ngày hôm qua đó, thì ngày hôm nay cái thói quen đó nó được luật hóa. Và khi bị luật hóa rồi đó, thì người ta cho đó là chân lý. Chúng ta lưu ý, luật của Thiên Chúa thì là chân lý, nhưng cái của con người mà luật hóa thì chưa chắc là chân lý. Cái đó có thể tư nghị, có thể bàn luận và có thể tiếp tục vun đắp hoặc là bãi bỏ. Chúa dạy cho dân của Chúa phải nghỉ ngày Sa-bát, tức là để cho con người ta có giờ sống với Chúa trong ân sủng quyền năng tuyệt đối của Ngài. Có nghĩa là để cho con người ta được thoát ra khỏi thế tục, để sống một cái kinh nghiệm yêu Chúa và yêu con người một cách hoàn hảo. Và nhất là với từng con người nữa, nó như là cơ hội để chúng ta được phục sức, được phục sức. Trong quá trình làm mục vụ đó thì nhiều anh chị em hay bảo rằng là bây giờ chúng con có những công việc cứ phải làm ngày Chủ nhật, không có thể nghỉ được. Tôi hay bảo rằng là thì tùy anh chị em thôi nha, anh chị em phải suy nghĩ rằng ngày xưa trước khi luật Chúa được ban hành một cách rộng rãi đó, thì những người nô lệ đó là không có được nghỉ ngơi ngày nào hết. Nhưng khi những người chủ họ tin Chúa, họ nghe lời Chúa, thì một tuần họ nghỉ một ngày, ngày bây giờ là ngày Chủ nhật đó, thì họ để cho những người nô lệ cũng được nghỉ ngơi. Chúng ta là con Chúa, là những người đi theo Chúa, mà chúng ta lại làm luôn ngày nghỉ ngày Chủ nhật như vậy, thì té ra chúng ta trở lại kiếp nô lệ. Thì phải lưu ý cái đó, chúng ta bị cái cám dỗ của vật chất nó làm cho chúng ta thành nô lệ hóa mà chúng ta không biết. Tuy nhiên, tất cả những lề luật mà Chúa ban á, thì Chúa Giê-xu bảo luật là vì con người. Trong câu chuyện Kinh Thánh của ngày hôm nay mô tả, các tông đồ của Chúa Giê-xu trong ngày Sa-bát đi trên cánh đồng lúa mà bị đói, các ông đã bứt lúa và tức khắc bị lên án là vi phạm luật ngày Sa-bát. Thì Chúa Giê-xu bảo rằng không phải như vậy. Ngày Sa-bát có là vì con người, và Ngài đưa ra ví dụ thời vua David, cả đoàn quân đi theo David đói. David và đoàn quân không ai là tư tế cả, nhưng mà đã vào đền thờ để được ăn bánh dành riêng cho tư tế. Ở đây không phải là luật trừ đâu, mà là đi đến tận cùng cái luật, tức là vì con người, cho con người. Do vậy chúng ta phải chú ý, một mặt chúng ta cố gắng tránh để mình không bị gọi là vật chất thống trị, biến chúng ta là một con người tự do trở thành con người nô lệ. Mặt khác, chúng ta cũng không vì giữ luật mà chúng ta lại thờ ơ vô cảm với những đau khổ của những người khác, mà chúng ta buộc phải làm việc để cứu họ, nhưng không phải để vì lợi ích kinh tế của mình. Hãy nhớ điều đó, vì chính Chúa muốn và mời gọi điều đó nơi tất cả anh chị em.
Xin Chúa ban cho anh chị em được tràn đầy sức mạnh và ân sủng của Ngài.